chiên sả ớt của mình đã hoàn thành. Nó vừa vòn giòn mà nó vừa cay cay, mùi thơm mùi sả mè, cái hương vị sả ớt nó thơm mùi sả lắm nha các bạn. Xin chào bạn, đến với kênh Nguyễn Quỳnh. Hôm nay mình làm cái món là cánh gà chiên sả ớt. Cánh gà này là 800g cánh gà, mình chặt vừa ăn luôn nè. Bột thì mình sử dụng là 80g bột mì đa dụng nè, 40g bột gạo, 2 muỗng muối tiêu và mè đen. Mè đen này tùy thích, mình muốn để nhiều thì nó đây, muối tiêu là 2 muỗng cà phê là gì nè các bạn. Đó. 2 muỗng muối tiêu nha. Còn cái mè đen này nè là mình tùy thích, mình muốn để nhiều thì cũng được. Cái phần làm nước sốt sả nè, mình là có sả cây các bạn, ớt trái. Còn nước mắm là 80g nước mắm nè, 80g đường cát và tương ớt là mình để cho nó tạo màu. Dụng cỡ 2 muỗng cà phê thôi các bạn, mình để vô cho nó có tạo màu, cho nó màu sắc rực rỡ lên thôi. Nước mắm là 80ml. Mình chuẩn bị cho mình cái thau ha, mình đổ hết cái phần cánh gà vô. Mình đổ hết cái phần gia vị của mình có sẵn này nè, mình đổ vô hết, mình trộn cho đều lên. Trộn cho đều lên cho nó, để cho nó ngấm cỡ 30 phút. Mình chế một miếng cho ăn vô cỡ 2 muỗng canh nha các bạn. Cho nó ngấm mấy cái bột gia vị vô đây nè. Mình để cho nó ngủ đông nửa tiếng đi. Phần sả này đó mà mình đập cho nó hơi hơi dập dập ra các bạn. Cây đó, cây mình đập dập ra là mình cắt khúc. Để vô cái bàn này, khả năng để cái ghế các bạn. Dùng 3 trái các bạn. Mình cũng sắc luôn. Đổ dầu vô các bạn. Chiên cái món này thì nó cũng hao dầu lắm, mình phải chiên dầu nhiều lắm. Giờ mình để 30 phút rồi nè, nó ngấm bột vô với. Giờ mình đem chiên vàng này mình đảo cho nó đều cái cánh gà nha, để chở cho nó đều nó mới đẹp. Vàng đều hết. Chiên nó vàng mà vàng vừa thôi, đừng có vàng quá nó khô thịt gà của mình. Thì mình còn sót lại nữa. Bắt bếp lên ha, mình đổ cái phần nước mắm hồi nãy nè. Phần đường luôn nè. Nha các bạn. Mình cho thêm cái phần tương ớt nè. Ngớt là tùy thích ha, mình muốn ăn vừa thì để nhiều, mình muốn ăn vừa thì để vừa, nhưng mà tạo màu cho nó đẹp, cho nó bắt mắt thôi. Còn nước sốt của mình làm cho nó kẹo lại nha, rồi mình mới đổ gà luôn á.
nó kẹo nên mình thấy phần sốt mà nó kẹo nè, mình nhặn lửa thiệt nhỏ nha, mình cho gà vô. Xong cái mình tảo lên, cái mình cho cái phần sả ớt của mình sẵn nè, cho vô hết luôn. Lên cho nó đều, mấy cái sốt nó ngấm vô trong cái miếng gà của mình hết, hay mình tắt bếp. Rồi cái món cánh gà chiên sả ớt của mình. Có sả, có ớt, có mè, chiên thôi là thấy mà thấy nó giòn, nó mềm, thơm. Giờ cái món cánh gà chiên sả ớt của mình đã được hoàn thành ha. Chúc các bạn làm ăn cho nó ngon miệng nha các bạn. Mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại video lần sau mình có món gì lạ lạ mới mới gì đó mình chia sẻ tiếp. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Hiếu Huynh trong thời gian qua. Giờ đây các bạn có thể ủng hộ sản phẩm của ông bà Năm Châu Đốc qua các kênh Hiếu Huynh Shop trên Shopee hoặc Lazada, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0986 827 867, Zalo 0986 827 867. Tất cả sản phẩm trên Hiếu Huynh Shop là các món đặc sản của Châu Đốc, mang đậm phong cách ẩm thực của người miền Tây. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.